Từ ngày bác đã ra đi, phòng bà Bao Táp đã dần lụi xa. Thời bình đẹp lắm bác ạ, cơm canh no đủ, cháu còn học hành. Chẳng còn nghe tiếng tàu bay, bom rơi đạn lạc, lòng dân an bình. Xã hội tiến tới văn minh, nhà cao phố xá tươi xinh đủ màu. Văn hóa xã hội thể thao sánh vai cùng với năm châu thi tài. Nhất nhì cũng có huy chương, làm cho thế giới biết mình biết ta. Bác ơi mong bác thứ tha, cái kim sợi chỉ của dân lúc này. Tham ô đầy giấy tham ô, bác trọng đốt lò cháy rực cả năm. Năm này rồi lại năm sau, đốt mãi không hết tham ô cửa quyền. Ăn trên ngồi chốc xô sạc, cửa quán lẫn trốn mọi điều dối gian. Tham ô tham nhũng lộng quyền, thu tiền bán đất, thu tiền Covid. Covid có tít két nhanh, giá thạch cũng rẻ, đội lên rất nhiều. Từ đây ta thấy bao điều, cả cũng mà chết, đít còn rất cay. Dân thì chết mà chúng ăn đầu ăn cổ. Bác ơi nay bác có hay, bác dặn giữ nước non sông vẹn toàn. Bây giờ cứ nên làm quan, quan to quan nhỏ tới là tham ô. Mấy đời chủ tịch thành đô ngồi trong nhà đá, bác ơi thật buồn. Bác ơi sao bác không về, ủng hộ bác trọng đốt lò quan tham. Lời than còn nát tâm can, bao giờ nước nhà mới hết tham ô. Một kiều chủ tịch nhà to, ô tô 4 chiếc, mặt tiền 1000 đô. Hổ số dân chỉ biết cày, quan thì vớ vét nhét đầy túi tham. Múa vũ điệu lắm bát đa, bác vui khẽ hát bài ca kết đoạn. Đôi mắt sáng dáng hiên ngang, chân tay uyển chuyển nhẹ nhàng làm sao. Rất bình dị vẻ thanh tao, non sông đất nước ngọt ngào lời ca. Cả cuộc đời chẳng xa hoa, quần tây áo vải như là nông dân. Chẳng quan cách chẳng công thần, mỗi nhịp phách là bước chân nghĩa tình. Nhẹ nhàng vu điệu thật xinh, một nghệ sĩ sống nặng tình nước non. Còn bác thì đất nước còn, một dân tộc của cháu con bác Hồ. Chữ vai gánh vác cơ đồ, nhân cách lớn giữa thủ đô gió ngạn. Thế là đảng thâu lòng dân, thế là hồng phúc bộn phần Việt Nam. Thế là vận nước đang dâng, niềm vui khôn xiết, nỗi mừng tràn tuôn. Vững tin tiếp bước chặng đường, có người cầm lái can trường trung kiên. Non sông một dài bình yên, cờ bay lũng cú kết liền Trường Sa. Đốt lò thanh lọc chính tả, để dân tin đảng, đảng là của dân. Đồng lòng hợp sức đi lên, ta nuôi khát vọng viết nên sử phạt. Xuân về năng gọi mùa sang, mừng xuân mừng đảng hân hoan lòng người. Tương lai rực sáng chân trời, niềm tin theo đảng trói người lòng ta. Vững chân phanh mạnh chân ga, con tàu lướt sóng vượt qua thác gạch. Dân tin đảng, đảng vì dân, Việt Nam vững bước trưởng thành ngàn năm. Nhìn ra mây cảnh quan trường, lọc đau dạ uất nghĩ thương dân mình. Thương người vì nước hy sinh, nhưng người đã sống hết mình vì dân. Hy sinh cống hiến tuổi xuân, nay còn chưa có mộ phần an yên. Gia đình chính sách ưu tiên, bằng đồng phụ cấp đủ tiền cơm rau.
nước nghèo hoạn nạn có nhau, dịch tràn lũ quét thương đau bao nhà. Vùng sâu cho tới vùng xa, dân nghèo thiếu những căn nhà tình thương. Thế mà giữa chốn quan trở, nhiều ông quan lớn trung phượng quan tham, của dân của nước Việt Nam, chung tìm cách cướp cách mang về nhà, xây lên biệt phủ nguy nga, cuộc sống vương giả như là hỏa thân. Nhưng ngài tướng ta bất nhân, tham mô hối lộ phơi trần mặt mò, chủ tịch thành phố vào lò, mấy ông bộ trưởng cũng bỏ vào theo, án tù cho đến án treo, tước hàm bãi chức để đeo sô tù, tưởng khốn lại hóa thành ngu, toàn dân định tội kẻ thù nội xâm. Làm quan mà chẳng có tâm, tài hẹn đức mọn ngồi nhầm ghế cao. Kính thưa các đấng anh hào, lừa dân dối đảng thoát xáo lưới trời, lính già xin có đôi lời, quan tham sau trước sẽ phơi mặt dày. Năm xưa đâu có học tham, đến khi thành đạt lại mang trong lòng, làm quan theo thói lòng vọng, dù nhau vào khám còn mong ước gì. Giàu sang cha mẹ hưởng chi, để làm vân đục tộc gia cả đời. Sân si khổ lắm ai ơi, giờ ngồi bốc lịch khắp nơi dân cười, chỉ vì tham nhũng ăn chơi, để cho tâm đức xa rời lòng dân. Quyền uy danh vọng mất dần, trắng tay rồi mới phấn vân tỏ bày. Hỏi trời hỏi đất hỏi mây, sâu mọt đục khoét của này ở đâu. Kiếp nghiệm móc nối với nhau, ăn trên sức khỏe muốn dân tội đồ. Bao nhiêu đứa trẻ bơ vơ, sau mùa Covid đứng chờ mẹ cha. Nay giờ sống với ông bà, tình thương mái ấm xót xa vô cùng. Kẻ thù trong nước vây vùng, ăn trên xương máu tận cùng của dân. Đang đời cho lũ tham quân, hại dân bán nước còn phần minh gì. Pháp luật coi thường mặc nó trôi, ngày nay đã bị bới ra ngồi. Găng mồm liếm khiết không đau họng, múa mép công bằng chẳng rách môi. Chuột chạy cùng sào hay lũ đều, đỉa bới cạn nước rõ quân tội. Tuôn dòng lệ ào dù ân hận, pháp luật soi vào lĩnh án thôi. Nếu bác thấy tôi sẽ thế nào, xin đừng giá dáng vẻ thanh cao. Tiền dân chẳng lấy đời xô đổ, bạc nước không ăn nó đá nhạo. Cung tại ruột đau vì tậu ghế, lạ gì tay đứt bởi trời giao. Cưỡi lên lưng cọp làm sao xuống, ai đó chưa tin cứ thử vào. Lúc đầu tôi cũng hứa trung kiên, giữ được lời kia ắt chết liền. Ngồi lớn vi vu nhiều kẻ nể, ghế cao ngất ngường khối người điên. Gật đầu một cái ôm ngàn lượng, hạ bút đối câu hốt bộ tiền. Cơ hội ngàn năm nay có một, săn tiền nếu thích sẽ mua tiền. Hai chú học rộng tài cao, bây giờ phải đến nhà lao nằm dài. Sáng ra đọc báo nghe đài, đảng ta lại mất nhân tài vì tham. Chú ở đất chua thành Nam, tại sao biến chất đi ham của rời. Đang là bộ trưởng đương thời, làm bừa làm ẩu ngàn lời oán than.
Bộ trưởng mới một thời gian mà sao chú lại bạo gan làm liều. Học cao hiểu biết luật điều, tại sao chú lại để diều đất dây. Ngành y bao bệnh nhiễm lây, chú vẫn đứng vững như cây trên đồi. Vậy mà mới có tí mồi, đớp vào chú lại phải ngồi nhà lao. Chủ tịch Hà Nội thì sao, chú mày làm cả dân tao não nề. Bao nhiêu danh dự lời thề, chú mày quên hết trả về cõi tiền. Chú mày ăn lắm đâm điên, tạ dám chờ đó đợi phiến hầu tòa. Biệt phủ xe đạp cắp quả, hưởng rồi giờ phải lệ nhòa. Hoen mi nhìn mặt nụ cười họ chu, thấy sao sao y nhỉ. Mặt rất là hoan hỉ, nhưng ánh mắt lại hèn. Cũng trăng trèo không đen, nhưng dạ sao tắm tối. Trông mặt hèn thấy tội, vậy mà cũng lạc quan. Cái kiểu nhìn gian gian, nụ cười đầy xu nịnh. Mặt mỡ dày núng nính, chẳng có nét tử tâm. Chắc bể trên hâm hâm, nhấc lão lên làm sếp. Người Hà Nội thừa biết, cũng chẳng muốn nói ra. Nhưng ông trời không tha, nên lão ta vào giọ. Tham lam nên dính nhọ, ăn xương máu đồng bào. Ông rời ở trên cao, nên ông nhìn thấy hết. Bao nhiêu người phải chết vì Covid vậy mà. Ký tết già tung ra, nhẹ người dân chặt chém. Mồm thì luôn lem lẹp, chất lượng đứng hàng đầu. Vậy mà có biết đâu, buôn hàng tàu đổ dởm. Bàn mặt trông đã tởm, lòng dạ lại lưu manh. Thôi giờ thì các anh vào nhà lão an dưỡng. Gieo gì thì gặt lấy, luật nhân quả cho thấy. Chậm thôi chứ không quên, chính bởi vậy cho nên giờ mời ông vào rõ. Lặng lặng mà nghe chuyện hy trường, phen này xét xử lũ ăn xương. Lòng tham vô đáy mà đưa lối, kẻ bẩn bất nhân quỷ dẫn đường. Ngỡ tưởng toàn những người trí tuệ, ai ngờ mặt một lũ vô lương. Vì là biệt phủ còn đâu nhỉ, quanh quẩn trại giam bốn bức tường.